Alright, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với Phương Vũ. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi coi một cái căn mobile home nằm ở thành phố Santa Ana. Căn mobile home này được rao bán là 98.000, hai phòng ngủ, hai phòng tắm, nằm tại trên cái đường Bosa, nó dài, nó thành đường First á, thì giá nó cũng rất là ok ha. Và cái người listing của cái mobile home này chính là mình. Mình đây là cái listing của mình ha. Hôm nay mình mở làm cái open house tại cái mobile home này, và nhân tiện mình cũng muốn quay cái video và đưa đến cho mọi người. Nếu những ai chưa biết đến mình có, ngoài cái việc mà buôn bán nhà cửa single house, townhouse, condo, thì mình cũng mua bán luôn mobile home tại California ha. Mình cũng có cái đội ngũ chuyên mua bán mobile home ở đây. Thì hôm nay là cái ngày open house, thì mình sẽ quay một vài cái khung cảnh bên trong và bên ngoài, đưa đến cái hình ảnh của cái mobile home này đến cho mọi người. Và nếu những ai muốn biết thông tin thêm về cái mobile home này, xin hãy gọi cho mình ở số phone là 310-480-7779. Rồi, xin hẹn gặp lại mọi người trong một vài giây. Alright, đây là phía trước của cái nhà mobile home này ha. Cái nhà này thì là cái single wide, tức là nó chỉ mất một cái, nó có một mobile home nhỏ thôi, hai phòng ngủ, hai phòng tắm. Thì trong này họ cho mình được hai parking. Một cái parking đầu tiên là ở trước mặt mình đây, và cái parking thứ hai, thì cái parking thứ hai là mình phải trả 70 đồng mỗi tháng. Giá rao bán là 98.000, khá là mềm ha. Cái tiền đất hiện tại đó là 950 đồng một tháng, nhưng mà nếu như mà cái người mới mà đi vào đó thì họ sẽ tăng lên thành ngàn mấy đó, ngàn hai, ngàn ba vậy đó. Thì đây là phía trước cái con đường của mobile home này, mọi người thấy không, cái khu này nó cũng rất là yên tĩnh, không có nhiều xe. Ok, hôm nay là một ngày khá là nóng của Cali. Đây là phía trước mặt của cái nhà này. Nhà này được xây vào năm 2007. Người chủ này ở cái nhà này từ năm 2007, cũng 4 năm rồi, và họ giữ cái nhà cũng rất là kỹ, rất là tốt ha. Đây là cái khu vực bờ bên hông. Ở phía sau thì cái nhà này nó cũng có khá là nhiều đất để chúng ta có thể trồng trọt hay là sinh hoạt. Bây giờ mình đi vào bên trong, và đặc biệt cái nhà này đó, họ họ có những cái upgrade từ trước không, giống như là cái máy lạnh ha. Họ nhà này họ có central AC, central heat luôn, rất là hiếm cho những cái nhà mobile home. Ok, để mình đi qua bên cái cửa chính, mình đi vào đi. Ok, cái nhà bếp này thì họ mấy cái cabinet của họ cũng còn rất là mới ha, cũng rất là sạch sẽ. Sàn thì họ cũng đó, rất là sạch sẽ luôn, rất là well kept unit nhé. Ở đây họ có luôn cái hai cái máy giặt máy sấy ở đây nè, đó, rất là tiện lợi cho chúng ta. Ok, và đây là cái cửa chính mình đi vô của mobile home này. Thì bây giờ bên đây chúng ta cũng có một cái phần đất họ cũng dọn dẹp lại sạch sẽ rồi. Ok, bây giờ mình đi vào bên trong. Trước mặt chúng ta là cái phòng khách ha. Đây là cái nhà bếp ở đây. Cái mobile home này rộng là 950 square feet ha, hai phòng ngủ. Thì đây là một phòng nha mọi người. Đây là cái nhà tắm của cái phòng này. Chủ nhà họ là họ đã dọn dẹp sạch sẽ lại, lau chùi kỹ càng rồi ha, chỉ là radio moving thôi. Cái mobile home này là cái mà một trong những cái unit mà mới nhất trong cái khu này, và cũng và cũng là rất là được giữ gìn sạch sẽ. Đây là cái phòng khách nãy mình đi ra. Thì bây giờ mình đi vô cái phòng master bedroom ha. Cái phòng master bedroom là ở đây đó. Thì đây là cái phòng, đây là cái phòng tắm của cái phòng master bedroom này ha. Họ có hai cái full bath ở đây luôn đó.
Ok. Mình đi ra đây thì cái người chủ nhà này họ muốn bán để họ đi mua một cái nhà bự hơn, tại vì họ có con nhỏ thì gia đình nhiều người đó. Mọi người đó, cái đặt mọi người thấy không đó, đây là những cái lỗ mà cái ven của Central Heat và Central Air ha. Đó, mọi cái này nó có cái đặc biệt như vậy. Và cái nhà này họ có luôn máy giặt máy sấy ở phía trong, họ có máy giặt máy sấy phía trong thì mình không có phải giặt đồ, rồi mình cũng không có cần phải đi ra ngoài. Đó, đây là cái khu phía sau, và đây là cái Central AC ha. Hiếm có mobile home nào lại có một cái Central AC lớn như vậy, tại vì hồi xưa họ mua cái nhà này là từ Bang O. Nhà Bang họ sửa lại tất tần tật, họ làm đúng tiêu chuẩn của những cái standard cái nhà cửa vào lúc đó, họ gắn luôn cái Central Air luôn. Đó. Nhà này cũng còn rất là good shape nha mọi người. Với cái giá mà 98.000 thì chúng ta đây là cái giá rất là hiếm có tại khu vực Oxy này. Nếu những ai có nhu cầu ha mua mobile home thì hãy gọi cho mình ở số phone là 310 480 7779, 310 480 7779. Căn nhà này là do mình list nên mua bán gì đó là mình control hết. Ok, rồi hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo. Bye bye.